Một ngày mới giữa kỳ trên con đường ta đi, nhẹ nhàng tiếng mây khoan khúc thăng trầm năm tháng, ngọt ngào tiếng mẹ ru vang bên đời sống hát, dịu dàng tiếng em ca hát yêu thương cuộc đời. Quảng Trung hôm nay đường tương lai rực sáng, Quảng Trung phương xa tầm quy mô rộng lớn, Quảng Trung trong tôi là mùa xuân huy hoàng, Quảng Trung trong ta niềm tin yêu rực cháy, Quảng Trung ngân vang trời trong xanh biển hát, Quảng Trung trong ta là ngôi sao sáng mai. Ta hát lên vang khắp đất trời, tâm cao mới xây dựng lại thế kỷ, rực cờ hồng thắp sáng niềm tin, sức sống mới đi cùng năm tháng, hát khúc hát vang lời yêu thương. Quảng Trung là con ra nhà đi là Quảng Trung vang khắp đất trời, Quảng Trung bay xa, Quảng Trung chào bác tài nha. Trời vàng nắng lung linh tươi sắc màu xuân biếc, dệt mong ước mơ hoa vang một thời giông bão. Chào ngày mới diêu kỳ nhưng tuyến đường anh qua là nỗi nhớ trong tôi, trái tim yêu tuyệt vời. Quảng Trung hôm nay đường tương lai rực sáng, Quảng Trung phương xa tầm quy mô rộng lớn, Quảng Trung trong tôi là mùa xuân huy hoàng, Quảng Trung trong ta niềm tin yêu rực cháy, Quảng Trung ngân vang trời trong xanh biển hát, Quảng Trung trong ta là ngôi sao sáng mai. Ta hát lên vang khắp đất trời, tâm cao mới xây dựng vương tương lai thế kỷ, sức cờ hồng thắp sáng niềm tin, sức sống mới đi cùng năm tháng, hát khúc hát vang lời yêu thương. Quảng Trung bay xa, Quảng Trung vang khắp. Anh chạy xe đây lâu chưa? Lâu còn lâu hơn mấy năm chắc, hình như đầu đó tôi cũng có làm đi với anh quá. Anh có đợt nào anh ở tháp nước không? Anh lầu nước á, ở ngoài cầu chú cho cầu Dương Thánh mình bây giờ nè, cái lầu nước á. Dạ không à, chỉ là chạy ở bến xe Bắc này không thôi à. Bắc không à, đúng rồi, là nếu mà anh mà đậu ngay chỗ bến xe thì tôi hay đi ra, tôi đi dạy ở bệnh viện cái gì ở lầu nước, lầu nước cũ của mình á. Còn như vậy là quê anh ở Phan Thiên Bình là quê ở đâu? Dạ con biết ở quê nào? Dạ quê Phú Thủy. Ở Phú Thủy ở khu mấy vậy? Ở khu 1. À vậy ha. Được dạ. Mấy cháu rồi? Dạ được hai cháu trai rồi. Đứa có vợ, đứa chưa có vợ. À vậy ha. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Dạ năm sơ thôi. Dạ 60 tuổi rồi. 60 tuổi gì gặp mặt của mình? Thu 2 tuổi. Anh lớn hơn 2 tuổi hơn. Dạ được 60, 62. Thì chị ở nhà làm gì em? Dạ ở nhà nội trợ ở nhà không à. Anh đứng ở ngay bến xe. Dạ. Tối giờ đứng ở đâu? Dạ tối giờ nhà không chạy. À không chạy. Còn mấy giờ là anh nghỉ rồi? Dạ 5 giờ là nghỉ rồi.
Như vậy bây giờ hàng này để thôi trung bình là mất khoảng bao nhiêu? Dạ, vô năm giá rồi lúc trăm mấy, 200 trung bình, trung bình là khoảng 200. Chúng ta là vui sao gia đình. Con cái cái đứa nào là ở chung gia đó? Dạ, ở chung hết á. À vậy hả? Dạ. Ở dân thì đưa cháu đi con Sài Gòn. Dạ. Ở trong anh chị sẽ ôm cái thời gian để phục vụ cho khách hàng, nói chung là cũng nhờ đi về đêm hoặc là như thế nào đó thì mình có cái chuyển tải giúp cho khách hàng. Bên cạnh đó mình cũng có một cái qua lại về cái số tiền mà chung là thôi cũng chúc mừng anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và mình được đồng nào nữa thì mình cũng hỗ trợ với gia đình, đó là niềm vui rồi. Cảm ơn anh nha.